Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí tuần này sẽ tiếp tục với chủ đề về môn võ Karate Do. Huấn luyện viên Đào Văn Tùng, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên tư vấn về cường độ và chế độ tập luyện thế nào cho đúng cách và công tác đào tạo tuyển chọn vận động viên Karate Do chuyên nghiệp. Huấn luyện viên cũng sẽ hướng dẫn một số bài quyền và bài tập đối kháng cơ bản. Cuối chương trình trong một câu chuyện thể thao là tấm gương võ sinh Ngô Thị Hằng Nga, 18 tuổi, ở xã Hoàn Long, Quy Nhơn, Mỹ, có niềm đam mê và đạt nhiều thành tích cao trong môn Karate Do. Thưa quý vị, trong chương trình lần trước, huấn luyện viên Đào Văn Tùng, phụ trách bộ môn Karate Do của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu khái quát về nguồn gốc của môn võ Karate Do và những tác dụng của bộ môn này đối với sức khỏe. Trong chương trình hôm nay, huấn luyện viên Đào Văn Tùng sẽ tiếp tục tư vấn về một số vấn đề liên quan đến tập luyện Karate Do. Những người mới tập Karate thì yêu cầu là phải tập từ những kỹ thuật căn bản và chú ý lắng nghe những cái gì huấn luyện viên hướng dẫn và tuyệt đối là không học theo những cái kỹ thuật không đúng, chính xác về nguồn gốc, thì tránh những tình trạng là sẽ tập sai. Đối với các em lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở thì khối lượng thì chúng ta tập khoảng 1:30. Đối với những người mới thế thì sau khi mà tập khoảng 2-3 năm thì chúng ta có thể tập khoảng 2 tiếng. Về cái công tác tuyển chọn đào tạo huấn luyện về đội tuyển Karate của tỉnh Hưng thì rất là khắt khe, và chúng tôi đi đến tất cả các huyện để tuyển chọn lực lượng vận động viên cho tỉnh. Thì chúng tôi chọn các em về rất nhiều các chỉ số khác nhau, nhưng về tuyển chọn căn bản, tuyển chọn chiều cao, cân nặng và sức bật. Sau khi chọn được những em đó thì chúng tôi sẽ gọi các em lên trên đội tuyển và thi chính thức giữa các vận động viên khác nhau, và những em nào đạt được các chỉ số về y học thể thao và về chuyên môn thì chúng tôi sẽ triệu tập và gọi vào đội tuyển tỉnh. Chúng tôi sẽ đào tạo 2 năm là căn bản, 3 năm là chuyên môn và tiếp theo là chuyên hóa sâu. Và vận động viên sẽ tham gia các cái giải trẻ đầu tiên, sau đó là giải cúp và cuối cùng là giải vô địch. Và thấp nhất là 3 năm là phải đạt kết quả giải trẻ và giải cúp, và 5 năm là phải đạt kết quả giải vô địch quốc gia. Các cái vận động viên ở đội tuyển thì sẽ ăn theo chế độ dinh dưỡng cao hơn và ăn theo cái chất. Ví dụ như môn Karate thì chúng tôi chỉ cần về cái thể lực. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài quyền kata, bài quyền căn bản đầu tiên của môn karate. Bài quyền có tên là Taikyu Oku Sodan. Kỹ thuật số 1 đầu tiên, tay trái thủ lên, mắt nhìn sang bên trái và chúng ta bước ra tấn gen gạt ghê đăng barai. 1. Kỹ thuật số 2, chúng ta tiến thẳng về trước, đấm. 2. Kỹ thuật tiếp theo, tay phải đặt lên trên và chúng ta lùi chân phải về sau, gạt ghê đăng barai xuống dưới. 1. Tiếp theo, tiến về trước, đấm một đòn Oizuki. 2. Kỹ thuật tiếp theo, tay trái thủ lên trên, chân trái thu về tư thế tấn trụ, chân trái tiếp tục bước ra và gạt xuống. 2. Chúng ta tiến thẳng về trước, đấm 3. Kỹ thuật đấm 1, 2. Kỹ thuật tiếp theo, tay trái đặt lên mỏm vai và chúng ta xoay 270 độ, gạt ghê đăng barai. 1. Kỹ thuật số 2, tiến đấm 2. Tiếp theo chúng ta thủ tay về, tay phải thủ về, lùi chân phải về sau, gạt ghê đăng barai. 1. Tiến thẳng về trước, đấm một đòn 2. Tiếp theo, tay trái thủ 1, chân trái thu về tấn trụ 1,
và chúng ta bước chân trái lên gạt xuống 2, tiến thẳng về trước đấm 3 đòn 1 2 3 gạt ghê đang qua đai 1 tiến thẳng về trước đấm 2 tay phải chúng ta thủ về tay phải thủ về lùi chân phải về sau gạt ghế đang qua đai 1 tiến về trước đấm 2 từ đây chúng ta sẽ thu về tư thế zombie để kết thúc bài quyền zombie nghiêm. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta kỹ thuật đấm tay trước vào mục tiêu, kizami tay trước vào mục tiêu, được chưa nhỉ? Chân trái của chúng ta thì ngược với thầy, chân phải bước lên, một bước đấm, được chưa? Sau đó thu tay về, thủ về vị trí ban đầu, sau chúng ta bật nhẹ nhàng lên, đấm, kia, được chưa? Ta vào đấm, kia, được chưa? Tiến lên, đấm, kia, một. À. Đúng rồi, chắc chắn. Hay à. Yêu cầu chúng ta đấm trúng mục tiêu, nhanh thu về vị trí ban đầu. 3 à. Cần dứt khoát hơn, tốc độ hơn. 4 à. Kỹ thuật số 2 thầy muốn giới thiệu với chúng ta, đó là kỹ thuật đấm trung đẳng. Kỹ thuật này chân trái bước về trước, vuông góc, tấn gen, được chưa? Tay phải đấm vào mục tiêu, nhịp thứ hai thu về, thủ. Nhanh tốc độ nha. Đúng rồi, 5 lần. Môn võ Karate Do đang thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Trong đó, nhiều em đã gắn bó lâu dài với môn võ này bởi những lợi ích mà nó mang lại. Em Ngô Thị Hằng Nga, 18 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, có niềm đam mê với Karate Do và đã giành được nhiều thành tích cao tại các giải Karate Do, nổi bật như tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 năm 2022 diễn ra vừa qua. Em là một trong những vận động viên nữ xuất sắc giành huy chương vàng môn Karate Do của đại hội. Ngô Thị Hằng Nga đang là sinh viên năm nhất của Học viện Tài chính. Nữ sinh này bắt đầu tập võ Karate Do từ năm lớp 6 tại câu lạc bộ Karate Do xã Hoàn Long thuộc võ đường Tùng Nguyên. Hiện nay, ngoài việc học tập tại Hà Nội thì vào cuối tuần, Nga lại về quê tập võ cùng câu lạc bộ, trực tiếp hướng dẫn cho các em nhỏ trong xã mình. Ban đầu, Nga đến với Karate Do với mục đích rèn luyện sức khỏe, tự vệ và cải thiện kỹ năng sống. Sau đó, môn võ này đã trở thành niềm đam mê của em và đã gắn bó được 8 năm. Em lựa chọn võ bởi vì một phần là em muốn nâng cao sức khỏe của mình. Với lại em thấy các bạn cùng trang lứa của em đi tập võ thì các bạn khỏe khoắn này, các bạn tự tin hơn rất là nhiều và giao tiếp ứng xử với mọi người xung quanh rất là tốt. Mặc dù là con gái, song do bản thân có tố chất, lại chịu khó tập luyện và có ý thức tiếp thu các bài giảng, kỹ thuật của các thầy. Cho nên, Nga là một võ sinh tiêu biểu của võ đường Tùng Nguyên, đã đạt đai đen và được võ đường giao trợ giảng tại câu lạc bộ võ Karate Do xã Hoàn Long, chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ bảo cho các võ sinh trong câu lạc bộ. Đặc biệt là em Nga lại là một học sinh nữ, cho nên để vượt qua được những rào cản về tâm lý, rồi là những điều tiếng nhỏ nhỏ của mọi người, để theo được võ gắn kết cho được đến gần 10 năm trở lại đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Ngoài là một trong những cô gái vàng của võ đường Tùng Nguyên, thì em cũng lại là một trong những cô bé rất là xuất sắc, học văn hóa rất tốt, và năm nay em đã đỗ vào đại học. Thời gian dài đã rèn luyện karate nói riêng và môn võ nói chung thì sẽ cho Nga một ý chí, nghị lực để vượt qua những ngay chặng đường khó khăn tiếp theo. Ngô Thị Hằng Nga đã tham gia thi đấu tại nhiều giải Karate Do của võ đường và trong tỉnh Hưng Yên, đạt được 8 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng. Tại giải Karate Do Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên năm 2022, nữ võ sinh này xuất sắc giành huy chương vàng nội dung kata nữ. Niềm đam mê võ thuật của Nga còn có sự đồng hành, quan tâm và động viên của gia đình. Đó là động lực để nữ sinh này tiếp tục gắn bó với Karate Do. Đều động viên cháu là đi tập võ để cho bảo vệ thân thể. Từ ngày cháu đi tập võ đến giờ thì là tớ là rất là tự hào về cháu vì cháu đi thi đấu lần nào cũng đạt được giải mang về. Ngô Thị Hằng Nga
luôn biết cân đối giữa việc học, giúp đỡ bố mẹ việc nhà và thời gian dành để tập võ. Mỗi ngày, Nga dành khoảng 1 tiếng để tập karate do nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ thuật, giúp em có thể lực tốt, phục vụ việc học tập. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.